Xin chào các bạn nha, các bạn ơi, hôm nay các xe lại tham gia cuộc thi. Xe trộn bê tông sẽ tham gia cuộc thi đầu tiên. Wow, phía trước xe trộn bê tông là cái gì kia? Xe cứu hỏa mũi khoan các bạn ơi. Wow, cái khoan của nó rất là nhọn luôn, đang quay kìa. Có hai con luôn. Và cái chân của nó thì màu tím rất là nhọn. Ok các bạn ơi, đã vượt qua thử thách đầu tiên. Và phía trước là cái gì kia? Một con cá sấu nhảy lên các bạn ơi. Một con cá sấu biết nhảy lên quay một vòng. Ồ, chưa qua thôi, coi chừng, ơi ơi cái chân của nó. Wow, hên quá, xém nữa là cái chân của nó đạp trúng xe trộn bê tông màu hồng rồi. Và bây giờ là con gì đây? Wow, một con khủng long. Một con khủng long chênh nhện các bạn ơi, ghê quá. Cái hàm răng của nó rất là to, nó đang há ra. Và xe trộn bê tông cũng đã vượt qua rồi. Tiếp theo, wow, một anh chàng khổng lồ xanh có cái tay rất là dài kìa. Ồ, cái tay rất là dài, giơ lên giơ xuống các bạn ơi. Wow, xe trộn bê tông thì rất là nhỏ luôn, đã vượt qua anh chàng màu xanh. Và đây có một cái con gì kia các bạn ơi, nó có hai cái bồ cào kìa và cái hàm răng của nó rất là nhọn luôn, nó đang nhún lên nhún xuống, thì ra nó là con music man. Ý xém nữa là nó mình đụng trúng nó rồi các bạn ơi. Wow, và phía trước của chúng ta là một con quỷ kia, nó có một cái quả tên lửa trên lưng, không phải một quả tên lửa, nó một xe tên lửa luôn các bạn ơi, đó rất là to luôn, hên quá. Và xe trộn bê tông cũng đã vượt qua thành công rồi. Ôi, xe trộn bê tông vẫn tiếp tục di chuyển các bạn ơi. Bây giờ là phải chạy về đích thôi, kia rồi, ngôi nhà đó. Ấy ấy, ôi 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 ôi, các bạn ơi, xe trộn bê tông của chúng ta đã mất lái và lao xuống dưới núi rồi. Vậy là xe trộn bê tông đã thất bại rồi nè các bạn ơi. Bị kẹt dưới vách núi này luôn rồi, bây giờ phải dùng xe khác thôi. Bây giờ là tới cuộc thi của xe địa hình màu vàng. Xe địa hình này rất là to luôn, nhưng mà vẫn còn rất là nhỏ so với các con quái vật này nè các bạn nè. Ôi trời ơi, xe địa hình chạy mà rung rung luôn kìa. Ôi, đã vượt qua được hai con quái vật này đầu tiên thành công rồi. Và bây giờ xe địa hình đang tăng tốc kìa. Và con cá sấu nó bay lên, nó quay một vòng luôn rồi. Xe địa hình rất là hay, lỡ lúc nó bay lên mà chui qua. Và bây giờ là con khủng long các bạn ơi, con khủng long chênh nhện rất là to luôn, nó dám nó mới bò trên vách núi nè các bạn. Và kia là anh chàng khổng lồ xanh. Hy vọng là xe địa hình của chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này nha. Ôi cái bàn tay của nó kìa. Ồ, nó dài ra được luôn các bạn ơi. Và xe địa hình đã chui qua thành công rồi. Đấy, tiếp tục là đây. Cái con này là con gì các bạn ơi? Nó con Music Man đó. Ôi chui qua luôn. Ôi thành công rồi. Ôi cán lên chân nó luôn các bạn ơi. Xe địa hình của mình cán lên chân nó luôn, nhưng mà nó không bị sao hết. Ồ, và đây là xe cứu. Xe này sẽ trộn bê tông mặt quỷ các bạn ơi, có chân rất là nhọn luôn, chui qua. Wow, cũng thành công rồi nè các bạn ơi. Đa số các xe này chui qua cái thử thách này thành công. Và bây giờ là tới một khúc đường này rất là quanh co luôn. Rồi, đây có những ngôi nhà và đường đi chỗ này là bùn đất các bạn ơi. Hồi nãy xe trộn bê tông đi cho bùn đất bị mất lái. Đó, các bạn thấy bùn đất chưa? Rồi, đó, ôi, coi chừng mất lái. Rồi, khỏe quá, khỏe quá. Rồi, thành công rồi các bạn ơi. Thành công rồi, cố lên, sắp được rồi. Oh my god các bạn ơi, xe địa hình mình rơi một cái bánh ra ngoài rồi, chết rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục chạy rồi, lao xuống vực thẳm luôn rồi các bạn ơi. Xe địa hình bị mất một bánh nên là đã mất lái, lao xuống vực thẳm rồi. Bây giờ là tiếp tục cuộc thi của xe cứu hỏa nè. Đây là xe cứu hỏa màu đỏ nha. Xe cứu hỏa đã vượt qua hai thử thách đầu tiên. Và hai thử thách này nhìn nó vậy thôi mà nó rất là dễ vượt qua luôn. Và bây giờ là thử thách con cá sấu, ghê quá các bạn ơi. Con cá sấu nó bay lên, nó mà đạp trúng là bể xe cứu hỏa luôn. Thôi chưa qua thành công rồi, xém nữa là trúng luôn rồi. Và bây giờ là con khủng long. Con khủng long nó bám vô bức tường kìa, nó bám vô vách núi đó các bạn ơi, rất là ghê luôn. Và phía xa kia là anh chàng khổng lồ giang tay, cái tay rất là dài luôn kìa. Ôi nó giơ lên giơ xuống mà đánh trúng là xe cứu hỏa sẽ bị bể nát luôn đó các bạn ơi. Và đây là anh chàng Wishman. Hy vọng là xe cứu hỏa của chúng ta sẽ vượt qua thành công nha. Các bạn ơi, xe cứu hỏa cũng bị mất lái luôn mà tung vô vách núi và cũng bị rơi xuống vực rồi. Trời ơi, ở dưới là vực thẳm rất là sâu luôn nè các bạn ơi. Vậy là xe cứu hỏa của chúng ta cũng thất bại luôn rồi, bốc cháy luôn rồi này các bạn ơi. Wow, bị kẹt trên vách núi mà bốc cháy luôn rồi. Và bây giờ là một chiếc xe rất là dài,
Đây là xe ô tô dài để chở các thủ tướng và nguyên thủ quốc gia nha. Xe ô tô màu cam, đây là xe limousine. Cái xe của chúng ta rất là dài nên là vượt qua các thử thách này cũng khó đây. Nhưng mà không sao, xe ô tô của mình có tốc độ rất là nhanh các bạn ơi. Ê, chú ba. Đó, tuy dài nhưng mà cũng chưa qua thành công rồi. Nhưng mà rất khó để vô cái khúc cua này, nó mà dài quá là khó cua lắm, dễ bị lọt xuống núi lắm các bạn ơi. Không sao. Ok các bạn theo dõi video để xem xe nào sẽ chiến thắng nha. Mình hy vọng sẽ có xe chiến thắng nè. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Trúc City nha. Và hôm nay chúng ta có một cuộc thi rất là gay cấn luôn, nhưng mà không có xe nào chiến thắng hết các bạn ơi. Vì hôm nay địa hình đua của chúng ta rất là khó khăn luôn, và có rất là nhiều quái vật xuất hiện này. Nhưng mà đây, ngày mai mình sẽ làm video khác cho các bạn coi nha. Nếu các bạn thích video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Trúc City nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video của những ngày mai và những ngày tiếp sau nha. Bye bye.